Xin kính chào quý vị, ngày hôm nay là ngày 15 tháng 6 năm 2016 và trên hình ảnh quý vị đang thấy là đôi câu đối mai hóa. Thực ra trước đây chúng tôi toàn làm câu đối hình phượng thôi, thì câu đối mai hóa nó cũng hơi cầu kỳ quá nhiều chi tiết. Tuy nhiên là một số khách cầu kỳ cũng muốn là cái cuốn thư mai hóa thì bên dưới này cũng muốn dùng cái câu đối mai hóa này. Thực ra thì không cứ là phải như vậy, nhiều trường hợp này mà muốn là cuốn thư mai long hóa thì nhưng mà câu đối thì lại muốn dùng vắt vải hoặc là dùng phượng hoàng cho nó sinh động đa dạng. Thế thì đôi câu đối này của tôi thì một bên là tổ tông công đức thiên niên thịnh, bên kia là tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh. Thì cái nội dung thì chúng tôi sẵn sàng làm theo đơn đặt của quý khách. Ở đây chúng tôi sẵn sàng là bất kể chữ gì, thậm chí có thể đặt theo thư pháp tiếng Việt cũng được. Nhưng mà đây là chủ yếu là tôi đang quay cái hình ảnh để quý vị xem cái kỹ thuật đục chạm tinh xảo của đồ gỗ Đức Hiền, là với cái nền gấm, rồi thì các cái hoa chanh, rồi long hóa hay từ những cái nhị hoa đây. Một khi mà đã làm cẩn thận thì cái chi tiết nào cũng rất là trau chuốt. Và đây ở dưới này là có những bông hoa hồng của con chim chỉ, cho nên cái đôi này đi với cái cuốn thư hồng chỉ cũng vẫn được. Đấy là nói về câu đối. Thế còn thì bây giờ tôi sẽ đi ra ngoài. Thế đây tôi đang quay tại tầng 1 khu A của đồ gỗ Đức Hiền. Đây có cái chữ đồ gỗ Đức Hiền đỏ đỏ ở bên trong kia. Và bây giờ tôi đang đi ra ngoài để quay tiếp chiếc cuốn thư long hóa cho quý vị xem. Hiện nay chúng tôi làm càng ngày càng kỹ càng đẹp. Hiện nay đây cái chiếc này vẫn đang là hoàn toàn là trần mộc thôi, ở giữa là hoa hồng và bên cạnh là trông như nước long trầu nguyệt. Tuy nhiên là đây là mai hóa thôi, long hóa chứ không phải là rồng thật, bởi vì là theo cái quy định ngày xưa, quy định rất nghiêm ngặt là vua được dùng rồng 5 ngón, quan được 4 ngón và dân thường là 3 ngón. Nếu như ai mà làm sai thì có thể bị phạm húy. Cho nên là các cụ nhà ta rất là sáng tạo, vẫn dùng nước long trầu nguyệt nhưng mà đã chuyển thể sang long hóa. Tức là đây nó vẫn chỉ là cái cây mà thôi, trông này huyền ảo, rất là trông vẫn hiểu rõ là nước long trầu nguyệt nhưng không ai bắt bẻ được. Thứ hai nữa là không phải là rồng mà đây vẫn chỉ là cây cỏ hoa lá, trông rất là mát mẻ, thoải mái. Thế ngoài ra ở cái mẫu này thì còn có những cái chú chim chỉ tượng trưng cho vinh hoa phú quý. Thì hai bên thì một bên là kiếm và bên kia là bút. Tránh tình trạng có những ai làm hai bút hoặc hai kiếm thì đều không đúng. Vì cái ý gửi gắm của người thiết kế là đây là để thể hiện là văn võ song toàn, bao giờ cũng phải là bên kiếm bên bút. Tôi đi nhiều lễ hội thấy những vị, có những vị là làm cái phần cuốn thư to dài này nhưng hai bên để hai cái bút hoặc hai cái kiếm. Tức là trong khi vẽ là họ lật một nhát ở giữa thế là xong luôn. Đấy là một cái sự cầu thả mà trong góc độ văn hóa là không thể chấp nhận được. Thế thì thưa quý vị là ở đây á, cái phần bên ngoài là như vậy. Và phần bên trong thì bốn chữ ở đây là chữ Ẩm Hà Tư Nguyên. Ẩm Hà Tư Nguyên có nghĩa là uống nước nhớ nguồn. Và uống nước nhớ nguồn thì hiểu một cách sâu xa ra là cây thì có cội mà nước thì có nguồn. Nhờ có ông bà, nhờ có tổ tiên mới có ông bà cha mẹ. Và có ông bà cha mẹ thì mới có mình. Cho nên cái việc uống nước nhớ nguồn ấy nó rất là sâu sắc. Nó vừa nói trong cái góc độ ở gia đình cũng như là góc độ xã hội, tức là nó con người có nguồn cội cũng như là mọi cái sự việc sự vật là nó đều có cái xuất xứ của nó cả và không ai được quên. Cho nên hôm rồi cũng có khách muốn đặt tôi cái chữ bằng tiếng Việt, nhưng mà tôi nói rằng nếu mà bằng chữ tiếng Việt ấy mà chẳng hạn để chữ uống nước nhớ nguồn thì nó hơi thô, mà nếu để chữ Ẩm Hà Tư Nguyên thì nó sâu sắc hơn.
Nhưng mà ẩm Hà Tứ Nguyên tức là vẫn dùng cái chữ Hán, chẳng qua là phiên âm ra tiếng Việt mà thôi. Cho nên tại sao là đa số những cái cuốn thư câu đối là hay dùng chữ Nho là như vậy. Cái này nó thuộc về cái văn hóa. Đấy là chưa kể là đi sâu vào trong từng cái chữ, nó có những cái nó rất hay. Ví dụ chữ Hà đây. Chữ Hà đây thì một bên là chấm thủy. Đây, ba cái này gọi là chấm thủy. Và bên này ấy là chữ Khả. Đây là chữ Đinh. Xong đến chữ Khẩu bên này là chính là ghép vào thành chữ Khả. Thì một bên là chữ Khả là để lấy âm. Còn bên này chấm thủy là lấy ý. Cho nên là nó vào thành chữ Hà là như vậy. Thế còn chữ tư ở trên là chữ Điền. Chữ Điền trông như cái bánh chưng này, trông như cái thửa ruộng đấy. Chữ Điền chính là thửa ruộng. Và bên dưới là chữ Tâm. Ở Hà Tứ Nguyên thì cái chữ tư này rất là hay. Ở trên nó như là một thửa ruộng, dưới là chữ Tâm, là cái việc ghi nhớ ấy, nó nặng. Những cái mà khắc sâu vào trong lòng, nó đè nặng vào trong lòng, không bao giờ đời đời không quên được. Nó có chữ là tâm tư, tương tư. Chữ tư là nhớ, tức là đã nhớ là nhớ đến mức độ là đè nặng, không bao giờ quên được. Lại nhớ về cái chữ tư này thì tôi lại nhớ ra cái chữ trí. Chữ trí là ở trên là chữ sĩ và dưới là chữ tâm, tức là tấm lòng của kẻ sĩ. Chữ sĩ là ý là người học trò, nhưng mà cũng là đồng thời là kẻ sĩ. Cho nên là trên là chữ sĩ, dưới là chữ tâm, chứng tỏ là chữ ý chí, là đã ghi sâu ý chí, là cái tâm của kẻ sĩ thì không thể là xa rời được. Cho nên trong cái Hán văn nó có những cái thứ nó lại huyền diệu như vậy. Lại nói về chữ Nguyên, đây chữ Nguyên bên này thì một bên cũng là chấm thủy và bên kia cũng là chữ Nguyên là nguồn. Và trong chữ Nguyên này thì nó có một cái phần, cái nét ngang và bảy xuống đây chính là chữ Hán, là bờ. Chữ Hán là cái vách núi. Thế còn bên trong này là chữ Bạch. Đây, phẩy một cái và đến như chữ viết ở trong này gọi là chữ Bạch hoặc là chữ Nhật đấy. Thế bên dưới này là chữ Tiểu. Thì tức là những cái ta tạm hiểu là những cái ở ven bờ núi, và là những cái giọt nước nhỏ nó màu trắng, tức là cái nguồn chữ Nguyên là nguồn. Mà nguồn, nói nguồn nước thì ý là xuất xứ là những cái rừng hoặc là những cái núi, những cái giọt nước nó rỉ từ trong núi ra, và hàng trăm hàng ngàn cái con suối nó nhập lại, nó thành đầu nguồn. Và đầu nguồn với tất cả là sông thì nó phải có nguồn, và chính là từ cái nơi đó. Hiểu theo cái nghĩa đó thì từng một cái chữ Hán một, mà bình tĩnh mà nghiên cứu phân tích ấy, thì cái chữ ẩm Hà Tứ Nguyên thì nó quá là tuyệt vời luôn. Mà tất nhiên là chữ khác nó cũng tuyệt vời như vậy, nhưng mà dịp khác tôi sẽ có dịp để hầu chuyện quý vị và các bạn. Tuy nhiên là bản thân kỹ sư Đức thì không phải là người được học cái chữ Hán một cách chính quy, nhưng mà do là mình rất là yêu thích và cũng được ở gần nhiều các vị rất là cao thủ về Hán văn mà các vị giảng cho. Thế là chưa kể là có thời kỳ buôn bán ở tại Trung Quốc, tôi đã từng bán hàng ở Trung Quốc, và những khi rỗi rãi là chúng tôi cũng có đàm đạo thêm về chữ nghĩa. Cho nên là về các cái phần Hán văn là quý vị yên tâm, chữ ở đây là tuyệt đối chuẩn, thì chính xác, sai thôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Không những nó đúng đẹp, nhưng mà tôi sẵn sàng giải thích ý nghĩa của từng chữ luôn. Tất nhiên cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, và hẹn gặp lại trong những clip sau.